Giao tranh ác liệt toàn tuyến, tổng tư lệnh Ukraine bất ngờ đích thân thị sát mặt trận phía đông. Mỹ có thể viện trợ Ukraine UAV sát thủ không chiến. Ukraine tập kích hạ tầng đường sắt của Nga ở khu vực Kursk và Orion, tuyến hậu cần huyết mạch của Nga bị tê liệt. Ukraine phóng bom của Pháp, sang phẳng sở chỉ huy và kho đạn dược của Nga ở mặt trận Đông Kherson. Điện Kremlin đang tìm kiếm các lựa chọn để thoát khỏi chiến tranh. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thiên Ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, Đại tướng Alexander Sersky, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, đã đến thăm tiền tuyến, nơi quân Nga tập trung lực lượng chủ yếu cho cuộc tấn công. Viết trên trang Facebook, ông Sersky cho biết tình hình khó khăn ở miền đông Ukraine, tôi đã làm việc hai ngày trong các đơn vị tham gia hoạt động phòng thủ trên mặt trận Pokros và Korakov. Lực lượng tấn công chính của kẻ thù tập trung ở đây, cố gắng đi xuyên hàng vùng ngự của quân ta và dựa trên thành công của chúng tiếp cận các khu định cư lớn Korakov và Pokros. Thưa quý vị, ông Sitsky thừa nhận, địch hàng ngày tấn công vào các vị trí của quân ta có thể về quân số, vũ khí lợi, quân trang, nhiệm vụ của chúng tôi trong những điều kiện này là giữ vững tuyến phòng thủ, vị trí và gây thất vọng tối đa cho quân đội, sử dụng hỏa lực binh, tấn công UAV và mọi loại phương tiện tấn công tiêu hao, từ đó làm gián đoạn kế hoạch của mục tiêu và thời gian để thiết lập thành công và chuẩn bị năng lượng dự phòng. Đại tướng Sitsky nói thêm rằng ông đã làm việc với các chỉ huy và đưa ra các quyết định cần thiết để tăng cường phòng thủ, sử dụng nguồn dự trữ và phân bổ bổ sung tên lửa, đạn dược, tác chiến điện tử và máy bay không người lái. Vào ngày bộ binh, ông còn trao phần thưởng cho những chiến sĩ đã xuất sắc trong trận chiến với quân Nga. Mỹ có thể viện trợ Ukraine UAV sát thủ không chiến Truyền thông Mỹ nói rằng nước này có thể gửi cho Ukraine một loại UAV mới được gắn súng máy, khiến cho vũ khí này trở nên nguy hiểm hơn. Một công ty UAV của Mỹ đã tiết lộ những máy bay công người lái được trang bị súng máy mới mà họ cho rằng sẽ mang tính đột phá cho quân đội Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Felony Arrow, một công ty có trụ sở tại Washington, đã công bố UAV được trang bị vũ khí Felon X và Felon 1.0, với mục đích tăng cường khả năng phòng thủ cho Ukraine. Felony Arrow cho biết Ukraine có thể sớm nhận được UAV này nếu ngũ giác đài quyết định mua chúng và gửi đến cho Kiev như một phần của gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ mới được Mỹ thông qua. Theo Newsweek, Mỹ dường như có kế hoạch gửi một số chiếc UAV này tới Ukraine UAV ngày càng đóng vai trò quan trọng trên chiến trường Ukraine và Kiev đang đầu tư các nguồn lực để phát triển phi đội UAV nhằm ngăn đà tiến của quân Nga. Feloni Arrow cho biết UAV Fallon 1.0 là sự kết hợp mang tính đột phá giữa ưu thế trên không và độ chính xác gây chết người. Mô tả của công ty Mỹ cho biết được thiết kế để thống trị bầu trời, máy bay không người lái hiện đại này kết hợp khả năng giám sát tiên tiến với hỏa lực của hệ thống vũ khí 5,56mm, cách mạng hóa các hoạt động chiến thuật hơn bao giờ hết. Theo nhà sản xuất Velen 1.0, cung cấp hỏa lực vô song từ trên bầu trời và sẽ cho phép người điều khiển tấn công các mục tiêu với độ chính xác cao từ khoảng cách an toàn trong các nhiệm vụ trên sát. Trong khi đó, Velen X được thiết kế để xác định lại giới hạn của cuộc chiến không người lái, nhằm giúp nâng cao độ chính xác của các cuộc tấn công. Filoni Arrow cho hay, với các khả năng nhắm mục tiêu nâng cao và độ chính xác, sự kết hợp này mang lại cho người điều khiển ưu thế chiến thuật chưa từng có trên chiến trường. Ukraine tập kích hạ tầng đường sắt của Nga ở khu vực Khot và Oryok, tuyến hậu cần khuyết mạch của Nga bị tê liệt. Cuộc tấn công phối hợp có độ chính xác cao đã phá hủy đồng thời ít nhất 4 trạm biến áp vào ngày 2 tháng 5. Các cuộc tấn công đã làm trì hoãn hoạt động hậu cần của Nga. Trong một bước phát triển đáng kể, các máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã mở rộng mục tiêu bên trong Liên bang Nga, tập trung vào cơ sở hạ tầng đường sắt, vốn đóng vai trò là phương tiện chính trong hậu cần quân sự của Nga. Ngoài các nhà máy lọc dầu và cơ sở quân sự, các trạm biến áp gần ga đường sắt ở khu vực Kursk và Ozyorsk đã trở thành mục tiêu ưu tiên của máy bay không người lái Ukraine. Theo kênh Telegram Baza của Nga vào đêm ngày 1 trạng sáng ngày 2 tháng 5 năm 2024, máy bay không người lái đã tấn công các trạm biến áp lực kéo nằm gần các ga Pondriji và Svoboda ở vùng Kursk. Chỉ 15 phút sau, máy bay không người lái nhắm vào các trạm biến áp lực kéo và trạm biến áp trên đoạn Zemenevka, Gela, ở vùng Orion. Các cuộc tấn công đã gây ra sự cố mất điện khẩn cấp tại các ga Zemenevka và Gela khiến cả hai chuyến tàu đi từ Moscow đến Belgorod và Lugov bị trì hoãn, không có thương vong nào được báo cáo. Các trạm biến áp mục tiêu nằm dọc theo tuyến đường sát chính Moscow-Orion-Belgorod được sử dụng để vận chuyển đạn dược quân sự. Các cuộc tấn công vào các trạm điện đường sắt sẽ làm phức tạp đáng kể hoạt động hậu cần quân sự của Nga và tạo ra một bản đồ về hậu cần đường sắt của những người chiếm đóng. Các nhà phân tích của Defense Express lưu ý, các trạm biến áp đường sắt trên lãnh thổ Nga là mục tiêu tương đối dễ dàng, việc phá hủy chúng sẽ mang lại hiệu quả rõ nét nga sử dụng sức kéo điện trên đường sắt để cung cấp cho mặt trận vì vậy việc vô hiệu hóa máy biến áp sẽ gây ra sự chậm trễ và buộc đối phương phải chuyển sang sử dụng đầu máy diesel, làm phức tạp nghiêm trọng công tác hậu cần điều cần thiết là phải hiểu tầm quan trọng của các trạm đầu kéo và trạm biến áp đối với giao thông đường sắt và lý do tại sao chúng được chọn làm mục tiêu thay vì chỉ đơn giản là ném bom các đoạn đường ray Logic đằng sau hoạt động của đường sắt liên xô là nếu một đoạn đường ray cụ thể bị hư hỏng, nó có thể được thay thế trong vòng vài giờ và giao thông có thể được khôi phục. Tuy nhiên, nếu hệ thống cung cấp điện và tín hiệu vốn đòi hỏi các trạm biến áp và trạm kéo bị hỏng, điều đó sẽ dẫn đến tình trạng tê liệt giao thông kéo dài hơn. Trên đường sắt Nga, các trạm biến áp phải được đặt cách nhau không quá 15 đến 50 km, có nghĩa là Nga sẽ không thể bao phủ một lượng cơ sở hạ tầng nhạy cảm như vậy bằng hệ thống phòng không của họ. Ukraine phóng bom của Pháp, sang phản loạt sở chỉ huy và kho đạn dược của Nga ở mặt trận Đông Kherson. Các lực lượng Ukraine đang tăng cường tấn công vào các vị trí của Nga ở khu vực Kherson bằng cách sử dụng bom dẫn đường, bao gồm cả loại bom dẫn đường AASM mới của Pháp nhằm vào các sở chỉ huy, kho đạn dược và người điều khiển máy bay không người lái. Tại đây, các cuộc đụng độ dữ dội nhất đang diễn ra ở bờ phía đông của sông Dnipro, cụ thể là trong và xung quanh làng Karinki. Các lực lượng Nga đã phải vượt luận trong nhiều tháng để loại bỏ chủ đứng của Ukraine ở bên này sông. Mặc dù các quan chức Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng họ đã giải quyết được vấn đề này, nhưng các cuộc chiến quanh làng vẫn tiếp diễn, đặc biệt là giữa những người điều khiển máy bay không người lái lực lượng Ukraine đã tung ra các loại vũ khí mới nhất do các đối tác phương Tây cung cấp và tăng áp lực lên người Nga bằng cách đột kích vào nhiều sở chỉ huy, kho đạn dược và nơi ẩn náu của nhiều người điều khiển máy bay không người lái dọc theo toàn bộ đường liên lạc cũng như hậu phương. Thưa quý vị, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cho biết cả hai bên đều phụ thuộc rất nhiều vào máy bay không người lái và các cuộc đụng độ dữ dội nhất đang diễn ra trên bầu trời. Một nhà phân tích quân sự Nga bày tỏ sự bất bình khi cho rằng mặc dù Nga đang tăng cường hoạt động của máy bay không người lái, nhưng lực lượng Ukraine có hệ thống tác chiến điện tử vượt trội và sự phối hợp hoàn hảo giữa các đơn vị máy bay không người lái và pháo binh theo hướng Kherson mang lại kết quả tốt hơn nhiều. Để tăng cường những nỗ lực chính nhằm gây thêm căng thẳng cho người Nga, các lực lượng Ukraine bắt đầu nhắm mục tiêu không chỉ vào các vị trí thèn chốt của họ trong khu vực Kherson bị chiếm đóng, mà còn đặc biệt săn lùng những người điều khiển máy bay không người lái và kho đạn của đối phương. Cuộc tấn công lớn đầu tiên xảy ra ở phía đông nam khu định cư Krinky, nơi Ukraine sử dụng một quả bom có đường kính nhỏ, phóng từ mặt đất để phá hủy một tòa nhà được những người điều khiển máy bay không người lái của Nga sử dụng làm nơi ẩn náu. Đoạn phim cho thấy một vụ nổ lớn ở phía bắc ngôi làng. Cuộc đột kích tiếp theo được thực hiện bởi lực lượng lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 gần Liuby Mipka, nơi một tòa nhà được sử dụng làm sở chỉ huy được theo dõi và nhắm mục tiêu sau hoạt động quan trọng của kẻ thù trong và xung quanh nó. Và như thể vẫn chưa đủ, Ukraine còn tiến thêm một bước nữa và thậm chí còn giới thiệu một loại vũ khí mới, đó là bom lượng AASM Hammer có độ chính xác cao của Pháp có thể mang tới hàng trăm kg chất nổ mà lực lượng không quân Ukraine triển khai bằng cách sử dụng máy bay MiG-29. Tổng thống Macron cách đây vài tuần đã thông báo rằng Pháp sẽ cung cấp 50 quả bom như vậy thuộc loại AASM 250 mỗi tháng cho Ukraine. Vì sử dụng loại vũ khí mới mạnh mẽ này đầu tiên trong kho vũ khí Ukraine được xác nhận bằng đoạn phim định vị địa lý từ Kozachi Lahiri, sau sự giám sát liên tục suốt ngày đêm của ukraine bằng máy bay không người lái trinh sát một sở chỉ huy của nga đã được xác định trong làng và sau đó bị tiêu diệt chỉ bằng một quả bom đoạn phim được định vị địa lý để cuộc tấn công tăng khốc tiếp theo được chia sẻ bởi một trong những đơn vị điều hành máy bay không người lái giỏi nhất của ukraine hoạt động theo hướng này ban đầu những người điều khiển máy bay không người lái của ukraine giám sát khu vực xung quanh tòa nhà xác minh tầm quan trọng của nó như một căn cứ của kẻ thù Căn cứ này chịu trách nhiệm điều phối các nỗ lực sử dụng máy bay không người lái của Nga trong khu vực. Một trong những mục đích sử dụng có thể là nhằm vào các tuyến đường tiếp tế của Ukraine bằng thuyền qua sông. Đây là một phần quan trọng trong nỗ lực của Ukraine nhằm giữ chỗ đứng ở Krynki. Xác nhận này được thiết lập dựa trên các quan sát cho thấy vì sử dụng tòa nhà để tiếp tế cho lực lượng địch. Nó ngay lập tức bị tấn công bằng nhiều loại đạn dược thả từ máy bay không người lái. Tuy nhiên, ngay cả sau khi bị thiệt hại, người Nga vẫn tiếp tục sử dụng nó. Đó là lý do tại sao người Ukraine cuối cùng đã nhắm mục tiêu bằng bom AASM-250 để hoàn thành công việc một lần và mãi mãi. Đoạn phim do những người điều khiển máy bay không người lái Ukraine trình bày kết thúc bằng việc cho thấy hậu quả thảm khốc của cuộc tấn công và sức tàn phá của loại vũ khí mới nhìn chung thì các lực lượng Ukraine không chỉ tiếp tục giữ làng Kriniki ở bên kia sông Dnipro mà còn tiếp tục thể hiện khả năng đáng kể trong việc tấn công các sở chỉ huy, kho vũ khí và tất cả các loại tài sản của Nga. Điện Kremlin đang tìm kiếm các lựa chọn để thoát khỏi chiến tranh. Báo La Repubblica của Italy đăng bài viết về ranh giới đỏ của NATO trong cuộc chiến ở Ukraine. Quân NATO có thể tham gia đối đầu với Nga nếu tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía tây bắc đất nước bị phá vỡ, hoặc trong trường hợp người Nga khiêu khích quân sự chống lại các nước của vùng Baltic, Ba Lan hoặc tấn công Moldova. Lãnh đạo của đảng Dân Chủ tại Quốc hội Hoa Kỳ Hakem Jeffries mới đây đã đưa ra tuyên bố. Ông cho rằng, nếu Ukraine thất thủ, quân đội Mỹ sẽ can thiệp vào cuộc chiến Tại sao phương Tây bắt đầu nói về việc trực tiếp tham chiến? Đầu tiên là các nước phương Tây vạch ra đường lối của mình sẽ coi thể bản chất của sự thỏa hiệp đối với Ukraine, thể hiện rõ qua việc phân định ranh giới quân đội vào lúc này là một kịch bản có thể không quá đóng băng mà là đình chỉ các hoạt động thù địch và tạo ra một giai đoạn chuyển tiếp nào đó để quân Nga rời đi. Vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine. Đây là dấu hiệu cho thấy phương Tây nói chung đã sẵn sàng trên đường phân định và đóng băng chiến sự để thảo luận về việc rút quân Nga. Chúng ta có thể thấy phản ứng tương tự đối với mong muốn của Nga bởi vì Điện Kremlin đã ám chỉ từ lâu, khoảng 8 tháng qua, rằng họ sẵn sàng hài lòng với việc kiểm soát lãnh thổ hiện tại đã chiếm được và tìm cách thoát khỏi chiến tranh. Đối với phương Tây, không thể rời khỏi cuộc chiến mà không khôi phục lại toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine vì điều này sẽ kích động cuộc xâm lược khác của Nga trong tương lai, giờ đây mục tiêu chính của Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu ở Thụy Sĩ là một nghị quyết công nhận sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong các biên giới được quốc tế công nhận. Đây là một loài điểm đánh dấu các quốc gia phải ký một bản ghi nhớ công nhận lãnh thổ Ukraine trong phạm vi biên giới năm 1991, hoặc họ sẽ phải tạo ra toàn bộ hệ thống trừng phạt sẽ làm sụp đổ nền kinh tế Nga trong vài năm tới phương Tây có thể thay đổi lằn ranh đỏ không? Volodymyr Sibunko, nhà khoa học chính trị Ukraine nhận định rằng điều này sẽ kích thích kẻ xâm lược. Phương Tây không thể làm được điều này sau Hiệp ước Helsinki 1975. Đây là một hiệp ước về biên giới châu Âu và Nga đã sửa đổi hiệp ước này. Điều này không thể chấp nhận được từ quan điểm của xã hội văn minh. Điều này có thể phục vụ như một động lực cho những kẻ xâm lược khác. Hơn nữa, Nga không bị trừng phạt vì hành vi gây hấn của mình sẽ xâm chiếm các nước láng giềng với mong muốn và yêu sách của mình, đây là điểm cơ bản tại sao phương Tây lần đầu tiên nói về việc sẵn sàng gửi quân tới Ukraine. Dù các chính trị gia phương Tây có trì hoãn viễn cảnh này đến mức nào thì rõ ràng là nếu Nga không bị đánh bại trên lãnh thổ Ukraine thì sẽ phải đánh bại trên lãnh thổ châu Âu với sự tham gia của các binh lính Ukraine. Người ta lo ngại rằng Nga khi chiếm đóng các vùng lãnh thổ mới sẽ huy động dân chúng từ những lãnh thổ chiếm đóng này để tham gia cuộc chiến với châu Âu. Điện Kremlin hoàn toàn coi thường công ước Geneva như chúng ta có thể thấy đã đến lúc phải ghi nhớ chúng, chưa kể những hành vi quốc tế khác mà Nga đã vi phạm. Mặt khác, một trong những lần ranh đỏ của NATO – là sự tham gia của quân đội Belarus vào cuộc chiến, là lời cảnh báo cho nhà độc tài Lukashenko. Lukashenko đang cố gắng cân bằng một sợi dây mỏng manh như vậy, mặc dù ông ta đã là người tham gia vào cuộc xâm lược Ukraine. Việc Liên bang Nga sử dụng lãnh thổ Belarus để tấn công Ukraine là vi phạm các hiệp ước song phương giữa Kiev và Minsk. Những thỏa thuận như vậy, theo truyền thống, thể hiện nghĩa vụ của các bên không cung cấp lãnh thổ của mình để xâm lược lẫn nhau đây là một điều ước quốc tế điển hình chính quyền belarus đã vi phạm chế độ lukashenko hiện tại là tội phạm đó là quyền lực của tội phạm chiến tranh vấn đề chỉ còn là mức độ nghiêm trọng của tội ác hoặc lukashenko vẫn là tội phạm với nhóm quan chức nhỏ của mình hoặc ông ta sẽ cố gắng lôi kéo toàn bộ người dân belarus vào cuộc chiến chống ukraine tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại